Chào quý anh chị, chúng ta đã cùng trải qua một phiên dịch rất nhiều cảm xúc. Phiên dịch mà đầu phiên ta thấy được là trường ta xanh, cuối phiên trường ta cũng xanh, nhưng cuối phiên thì lại màu xanh ra trời, không phải xanh lá cây nữa đúng không mọi người? Thì em hiểu tâm lý của mọi người hiện tại đang như thế nào và đang mưu cầu điều gì, và mọi người đang mất rất nhiều bối rối, không biết là xử lý thế nào với thị trường hiện tại cũng như là cổ phiếu hiện tại, đúng không? Thì hôm nay em lên một livestream này, không phải lên một cái video này đi, em sẽ cùng trò chuyện mọi người kỹ hơn về góc nhìn của thị trường nhá. Đưa ra những góc nhìn thị trường cho mọi người thấy được là mọi người đang mong muốn cái gì, đang mưu cầu cái gì và đang có thể hành động như thế nào với thị trường này. Đó, phải nói đúng là như vậy. Và xin chào mọi người đến với channel Người Đọc Chứng Khoán, và em là Nguyễn Trọng Thiện. Hôm nay cùng trò chuyện mọi người ở cái video này. Chúng ta vừa mới trải qua một phiên dịch đúng không? Khá là nhiều cảm xúc. Thị trường chúng ta thì phải nói là đầu giờ chiều á, mức giảm điểm càng ngày tăng. Thì đến từ rất là nhiều phía cạnh, mà phải nói phía cạnh lớn nhất đó là cái sự ảnh hưởng rất là nhiều từ một nhóm ngành bất động sản chuyển dần qua một số nhóm ngành như nhóm ngành chứng khoán, và rất nhiều những cái mã phiếu midcap penny bị giảm rất là mạnh, giảm sàn nhá. Và ảnh hưởng những điều đó đến cái tài khoản anh chị, và đến tài khoản anh chị thì bị sao mọi người? Bị call machine. Và nếu như anh chị bị call machine rồi và cái mã phiếu đó bị call machine, nhưng mã phiếu đó hiện tại này không thể bán được, tại vì đang ở giá sàn, công ty chứng khoán kê lệ như nó cũng không thể nào bán được, đúng không mọi người? Thì công ty chứng khoán buộc phải bán những mã phiếu trong danh mục của anh chị mà không phải sử dụng machine. Thì khi công ty bán những mã phiếu đó thì dẫn tới là cả một thị trường chung đều bị bán cả. Và rồi dẫn đến điều gì mọi người? Dẫn đến một vấn đề, đó là những cổ phiếu không bình thường nhiều cả, những cổ phiếu đang mạnh, tư liệu nền tốt, dòng tiền đang vào cũng bị bán ra bằng một cách vô duyên vô cớ nào. Và đó được coi như là một cái tâm lý hoảng loạn, một tâm lý cực kỳ yếu đến từ thị trường nha. Người ta không lường trước được những vấn đề này xảy ra, không như lường trước được những vấn đề này, nhóm ngành bất động sản yếu như vậy, nhóm ngành chứng khoán yếu như vậy nha. Đó là yếu tố. Và cũng không quan trọng đấy là cái vấn đề về machine, sử dụng machine như thế nào, sử dụng cái đồng vốn như thế nào, họ cũng không quan tâm những điều đó. Cái họ quan tâm á là người môi giới khuyến nghị điểm mã nào họ vào họ mua. Họ cũng chả thèm quan tâm là cái cổ phiếu đó cơ bản như thế nào, cái cổ phiếu đó cái kỹ thuật như thế nào, đang ở đâu như thế nào. Đó cũng không đưa ra những cái hướng giải quyết rằng là lên bán hay không, lên xử lý thế nào với mã phiếu đó. Đó thì kết quả đạt được đó là cái mã phiếu đó tới bây giờ họ vẫn kiên trì nắm giữ, và nó đã từng trải qua một cái khoảng thời gian rất là dài rồi, rất là dài. Những cái anh chị đầu tư những thăng trầm, nó tăng lại hồi, tăng lại hồi. Và trong khi đó những cái mã phiếu như là banh, thép hay là chứng khoán nhạc thì mức độ tăng của nó không cao, có thể nói là tăng rồi giảm lại. Dẫn tới là họ vẫn kỳ vọng rất là nhiều vào nhóm ngành bất động sản. Đấy, với những nhịp này này, đó, bất động sản giảm lại hồi lại ngay tức, tăng mạnh được ngay tức. Và những cái phiên này cũng vậy, đó, những cái phiên này cũng vậy. Dẫn tới là họ vẫn nghĩ rằng là bất động sản chỉ đang giảm ngắn hạn mà thôi. Đúng, hiện tại bất động sản đang giảm ngắn hạn thật, và em cũng đang nghĩ giảm ngắn hạn. Và ngắn hạn này sẽ đi đâu? Sẽ bao nhiêu, bao gồm bao lâu? Ngắn hạn này đối với em là phải tầm 1 đến 2 tháng nhá. Đấy, thì cái sự ngắn hạn này sẽ từ 1 đến 2 tháng. Nếu như anh chị chấp nhận được cái sự mất lãi từ 20 đến 30% thì chấp nhận nắm giữ với những mã phiếu bất động sản, và nắm giữ tầm 1 đến 2 tháng mọi người quay lại, đúng không? Thì vấn đề này em đã trò chuyện mọi người rất là nhiều rồi. Mọi người đây sẽ cho mọi người thấy nhá. Chúng ta đã cùng trò chuyện với nhau rằng là cổ phiếu có thể giảm từ 20 đến 35%. Đó là điều rất bình thường. Anh sẽ cho mọi người. Chúng ta đã từng trò chuyện về vấn đề này, và gần như là đúng như vậy, đúng mọi người. Gần như chúng ta đã có thể, nhưng mà phiếu bất động sản hiện tại đang giảm từ 20 đến 30% là điều rất bình thường. Và tích lũy lại từ 25 cho đến 30 ngày. Và hiện tại em nhận thấy một điều là có thể hơn tầm 1 đến 2 tháng nữa cơ. Đấy. Và đó là cái nhận định của em về thị trường này. Và gần như đúng như vậy. Mọi người coi một số mã phiếu nhá. Ví dụ như là Đích này. Thế này, có phải mức giảm từ cái đỉnh của nó xuống bây giờ là tầm 25% không? Đúng không? Và một số mã phiếu như Shell cũng vậy này, cũng tương đương như vậy, có thể hơn nữa cơ. Nhiều mã phiếu đầu cơ cao hơn thì lại giảm cao hơn. Đấy, 40% rồi. Đấy, thì chúng ta phải biết được là những mã phiếu đang vận hành thế nào, đang lý do gì để giảm, và tại sao chúng ta kỳ vọng mã phiếu đó. Kỳ vọng vì điều gì, đúng không? Chúng ta đầu tư vì điều gì mã phiếu đó? Đầu tư cơ mà, đã phải hiểu từ đầu tư. Mọi người có thể mua một mảnh đất,
với mọi cái lý do, và mọi người có thể tìm ra mọi lý do để mọi người hạ giá mà nó có xuống. Nhưng mà người đầu tư chứng khoán thì mọi người không cần lý do gì để mọi người hạ giá cả, mọi người chỉ biết là mà phiếu này đang có đất, đang được khuyến nghị thì mua. Như vậy thì nếu lúc mọi người bán thì mọi người sẽ không hiểu được lý do mọi người bán. Đó là như vậy nhá. Người đo và cả cộng sự người đo và cũng như là room người đo đã giải quyết rất là nhiều những mã phiếu như thế này và bán rất nhiều những mã phiếu như thế này, penny rồi nữa, từ tuần trước nữa cơ. Và bây giờ người đo đang tập trung gom những mã phiếu đầu tư trung hạn và dài hạn. Ví dụ là một số mã phiếu như là ngày hôm nay này, ngày hôm nay không giống như mọi người, ngày hôm nay người đo cũng cho mọi người mua nhá, chứ không phải là không mua. Đây mọi người cho mọi người mua một số mã phiếu như là VGC. Đó, VGC. Đấy. Những cái cơ bản của nó, những cái cơ hội của nó chúng ta thấy rõ ràng. Và đây chỉ là một cái tâm lý ngắn hạn của nó mà thôi. Nếu như mọi người tin tưởng, đặt niềm tin thì mọi người có thể tiếp tục mua gom mã phiếu này. Đó, thì người đồng tiếp tục mua gom và kỳ vọng rằng nó sẽ đánh lên. Chứ không phải người đồng nghĩ rằng là 1 2 3 cơn sóng của nó, một hai sự điều chỉnh của nó sẽ gọi là sẽ xóa mờ đi gọi là cái sức mạnh của nó được nha. Thì đó là lý do người đồng vẫn chọn người mua. Tiếp theo đó là mã cổ phiếu HX cũng vậy, tương đương như vậy, HX cũng vậy, phân tích cho người thấy được cái sức mạnh nó đến từ đâu và tại sao cho mọi người mua, đúng không? Và HX cũng rất là mạnh, đúng không? Thị trường ta giảm, nó vẫn đóng cửa xanh, đóng cửa chạm được đường 20 của nó, chứng tỏ nó rất là mạnh chứ không phải yếu. Đó là một cái điểm cộng của nó nhá. Đấy, thì người đó vẫn cho người mua như vậy. Và còn rất nhiều những mã phiếu khác nữa, người đó vẫn cho người đầu tư trung hạn và dài hạn. Góc nhìn của người đó là năm 2022 sẽ khó hơn năm 2021 rất là nhiều nhá, rất là nhiều. Đấy, chính vì thế chúng ta phải biết được chúng ta đang làm gì, hành động như thế nào với thị trường này nhá. Vĩ mô cũng đã có rồi, những cái dự báo về tin xấu cũng đã có rồi, những cái vĩ mô về quốc tế cũng đã đề ra, vĩ mô của quốc hội đề ra cho Việt Nam ta cũng đã có rồi. Đấy, và Việt Nam ta hiện tại đang đi sau so với những đất nước như là Trung Quốc và Mỹ và một số đất nước khác rất là nhiều về cái gói kích thích đầu tư công nhá. Đấy, những gói kích thích về kinh tế. Chính vì điều đó có thể một cái điểm trừ nếu như thị trường ta lên một mức điểm nào đó và một thông tin nào đó xảy ra thì dẫn tới là khả năng rất là cao là chúng ta bị ảnh hưởng bởi thế giới là điều rất bình thường. Đó là góc nhìn về vĩ mô nhá. Và nhắc lại là thị trường ta hoàn toàn thể đạt được mức tầm 1.700 cho đến 1.800 nếu như thị trường ta vẫn hoạt động tốt, không có những cái tin xấu xảy ra, một số thông tin bất ngờ xảy ra nhá. Cũng như là thì chúng ta hoàn toàn thể nâng hạng, thì khi đó thì chúng ta sẽ tiến tới một mức cao hơn nữa nhá. Đấy. Và trong năm 2022 sẽ không tìm hiểu đến một số mã phiếu vì game nhiều hơn nữa, không còn tìm hiểu nữa và sẽ không còn tập thổi nến với một số mã phiếu bất động sản như trước nữa. Mà chúng ta sẽ tập trung vào nội tại công ty, tập trung vào đầu tư nhiều hơn. Tại vì tôi biết được là năm này sẽ một năm cực kỳ khó khăn. So với cái mức tăng trưởng của năm 2021 thì Việt Nam ta kỳ vọng năm 2022 chỉ tăng một nửa thôi, một nửa sau năm 2021 thôi nhá. Đấy, thì thị trường VN chúng ta tăng tầm 37% thì năm 2022 này kỳ vọng chỉ tầm 15-16% mà thôi. Đó có những người đó như vậy. Thì người đó với đề ra là tầm 1.700 là như vậy nhá. Thì đó góc nhìn của người đòn như vậy. Về trường thì người đòn nghĩ rằng hôm nay sẽ là một cái phiên chúng ta sẽ không giảm cái mạnh. Nhưng người đòn đã sai. Sai vấn đề là thị trường chúng ta đạp rất là mạnh với một số mã phiếu penny và midcap, đạp tổng thể luôn. Dẫn tới rất nhiều mã phiếu bị call margin nhá. Đó lý do tại sao mà người đòn không lường trước được vấn đề này. Đấy, thì người đòn nghĩ rằng chúng ta sẽ đi gọi là đi ngang ngang thôi. Và khi đó những mã phiếu sẽ đi cân bằng lại, kiểu như vậy. Đấy. Và người đòn nhắc nhở mọi người một vấn đề nữa, đó là chúng ta sẽ đầu tư cho đến giai đoạn, đó là giai đoạn của cuối mùa hè, tầm tháng 5 hoặc tháng 4 chúng ta sẽ dừng việc đầu tư lại trong năm này. Chúng ta sẽ đầu tư từ bây giờ tới đến đó nhá. Từ bây giờ người đó đã gọi là đúc kết đi gom những mã phiếu đầu tư trung hạn rồi, chứ không phải người đó đứng nhìn nhá. Và người đó sẽ mua và tích sản cho đến qua Tết và đầu tư cho đến tháng 4 hoặc tháng 5. Và trong giai đoạn đó người đó sẽ cân nhắc cho việc một khoảng thời gian nữa người đó sẽ chốt. Khi mà một số giai đoạn như là giữa quý 3 thì khả năng rất là cao là vấn đề về lãi suất sẽ được tăng lên nhá. Một số thông tin về tăng lãi suất của Fed khả năng sẽ có. Đây. Đấy. Và đó là một yếu tố tại sao người đó đang sợ vấn đề đó, cũng như là chúng ta sợ một cái đoạn là giai đoạn giữa năm. Đấy, góc nhìn người đó sẽ như vậy nhá. Thì mọi người đang có một khoảng thời gian rất tốt để mọi người có thể cân nhắc việc đầu tư mọi người. Và người đó biết rằng là hiện tại sẽ có hai thái cực ở đây. Một người á
thì đang là muốn là cố gắng tìm một cách để bán cổ phiếu và ăn Tết. Một người thì lại muốn rằng là cố gắng tìm thấy những cơ hội đầu tư ở thị trường này và đặt kỳ vọng cho năm 2022. Đó, mọi người sẽ một cái thái cực như vậy. Thì chúng ta sẽ không chê, không trách ai bất kể điều gì cả. Và đó là quyết định của mọi người. Mọi người mới biết rõ được số tiền mọi người đang như thế nào, biết rõ được là mọi người đang hành động như thế nào, biết rõ được mọi người đang xử lý cái tài khoản cổ phiếu mọi người như thế nào nha. Chỉ có mọi người thôi. Người đò ở đây sẽ đưa ra góc cạnh của cộng đồng người đò chứng khoán với khách hàng người đò là xử lý như thế nào, hành động như thế nào. Và quyết định vẫn phải đến từ khách hàng, chứ chúng ta sẽ không thể nào mà can thiệp được. Đấy. Rất nhiều người nói là người đò hiện tại đầu tư hiện tại có vẻ như là thoát lệnh được. Đấy, thoát lệnh tốt và rồi không thấy mua lại kiểu. Đấy, đâu, thật sự nó không phải như vậy. Đấy, người đò view thì chúng ta giai đoạn này này. Đấy, giai đoạn này là tầm cuối tháng 12. Người đò view này chúng ta sẽ có những cái giai đoạn sụt giảm từ 100 đến 200 điểm. Tại vì sao? Mọi người còn nhớ những cái đoạn tin nhắn này của người đò không nhỉ? Mọi người còn nhớ không ta? Tại mọi người đò xíu nhá. Đây, người đò còn nhớ cái này không ta? Là mọi người nhớ là giai đoạn từ 30 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 12 là thường sẽ thông tư của thông tư 133 nhá, sẽ đưa ra là một vấn đề, đó là chích gọi là xác nhận những dư nợ trên tài khoản của khách hàng. Đó. Và những yếu tố này cho thấy được là thường sẽ chúng ta sẽ giảm điểm từ 100 đến 200 điểm vào giai đoạn này của thị trường nhá. Những cái thời gian như là tháng 6 2021 này, hay là tháng 1 này 2021 này, chúng thấy rõ ràng như vậy. Hay đầu năm 2020 nhá, cũng vậy. Hay là đầu năm 2018 như vậy nhá, đều có những sự sụt giảm như vậy cả. Và chúng ta thấy được lịch sử lặp lại như vậy thì chúng ta có thể tự tin cho vùng vấn đề đó là an toàn giai đoạn này. Mình có thể xem lại những cái video người chứng khoán người đó luôn luôn nói cái sự an toàn ở những giai đoạn này nhá. Đó, và chúng ta nên mua với những mã phiếu trung hạn thôi. Và nên bán những mã phiếu bất động sản, những mã phiếu đầu tư công, những mã phiếu penny, những mã phiếu chạy điên nhá. Mọi người đã từng mọi người đã biết rồi, sẽ có rất nhiều những cái video bay vô chữ người đò này kia nữa. Và mình nói là tại sao lại hô hào bán bán bất động sản để vào banh. Đó. Bạn coi F0 bây giờ như là một cái lũ gà để lùa hay sao? Kiểu như vậy đúng không? Đấy, mọi người thấy không? Thì đó là góc nhìn của mỗi người như vậy. Và hiện tại người đò đã giúp được cho rất nhiều những khách hàng người đò tránh được một khoản lỗ rất nhiều. Và khi đó chúng ta tập trung vào những mã phiếu banh như là một mã phiếu giữ tiền vậy, đúng không? Mức sụt giảm nó sẽ không giờ sâu bằng những mã phiếu của nhóm một số mã phiếu của cái nhóm bất động sản hiện tại nó sụt giảm. Chúng ta kết hóa được cái lợi nhuận từ nhóm bất động sản luôn. Như là BIDV này, CTG này, mình thấy không? Đều có lãi cả. STB cũng vậy, đều có lãi cả. Đấy. Thì đó là quan trọng, chúng ta hành động như thế nào, xử lý như thế nào với quyết định của một chúng ta. Chúng ta sẽ không chê trách phán xét bất kỳ ai cả. Và chúng ta sẽ hành động như thế nào, tại vì đó là tiền của chúng ta. Đấy. Thì nhận định của người đò hiện tại với thị trường này, người đò vẫn giữ một quan điểm nhá. Đó là chúng ta sẽ tăng 16-17% cho năm 2022 này. Chúng ta hoàn toàn thể tiến về được những cái vùng đó, vùng này. Đây. Cái vùng tầm 1.700 nhá. Hoặc là sẽ có thể xa hơn, người đò nghĩ sẽ là xa hơn. Đó, tầm 17%, người đò sẽ nghĩ như vậy. Hiện tại nó đã chạm một đường trên line trung hạn, một đường trên line trung hạn của thị trường. Mình thấy không? Đây là một đường trên line trung hạn của thị trường này. Đấy, một đường trên line trung hạn thị trường hiện tại đã chạm rồi. Hiện tại đã chạm đường trên line rồi. Đấy. Thì khả năng rất là cao là nó sẽ có một số cái lực. Lực ở đây gì? Tức là một lực giảm tiếp tục vào phiên ngày mai. Sẽ kiểm tra lại vùng này. Khả năng rất là cao nha mọi người. Sẽ kiểm tra lại vùng này. Đó, vùng 1425. Sau đó sẽ rút chân, người đó nghĩ sẽ là một phiên rút chân với thị trường hiện tại. Thì tức là đầu phiên sẽ là một cái phiên tiếp tục đạp nữa để cô mà xin nữa. Đạp cực mạnh luôn để cô mà xin luôn. Sau đó cuối phiên sẽ hồi. Và khi cuối phiên hồi, đó là một cơ hội rất lớn để chúng ta xem xét những mã phiếu nào là những mã phiếu khỏe, hồi mạnh, những mã phiếu nào là những mã phiếu xác định cho chúng thấy là sức mạnh của nó, để chúng ta vào, chúng ta cân nhắc cho việc là đầu tư, cân nhắc cho việc là giới hạn những dòng tiền chúng ta vào nhá. Giống như người đòi như vậy. Thì về một cái trend, đó là trend ngắn hạn hơn, là hiện tại chúng ta hiện tại đã thủng đường trendline rồi. Đó, thì đó là một cái điểm trừ của thị trường như vậy nhá. Và rất nhiều người nói là tại sao mà người đòi có thể bán được những cổ phiếu mà khi mà thấy được những dấu hiệu của nó tạo đỉnh nhá.
thì đầu tiên chúng ta thấy được những giai đoạn ngay vùng này, thấy được nhóm dẫn dắt thị trường chúng ta hiện tại rất yếu, đó là một vấn đề. Và sự bong bóng từ những mã phiếu bất động sản đang có rất mạnh nhá. Đấy, cái thứ hai nữa đó là những cái dấu hiệu về sụt giảm của thị trường chúng ta. Đấy, vẫn chưa thấy được là những cái sức mạnh thực sự của nó đến từ những cái mã cổ phiếu mà dẫn dắt, mà nó tập trung vào những cái mã phiếu dẫn dắt đến từ những sự bong bóng mà thôi. Như là một cây tạo gap ở đây, là một cây bong bóng. Bong bóng là gì? Là những mã cổ phiếu bất động sản kéo lên nhưng thanh khoản không có nhá, thanh khoản không có. Và sau đó một cái bong bóng nó được lấp đầy bởi một cái phiên quay trở lại lắp gác và thủng nền nội trợ, thì nó được coi là một điểm trừ của thị trường và khả năng rất là cao chúng ta sẽ sụt giảm. Đó là có nhiều người rồi như vậy. Mọi người xem lại những cái video như là ngày 11 này hay những quanh những ngày này, mọi người thấy được là em sẽ khuyến nghị mọi người bán nhiều hơn khuyến nghị mua, nhắc nhở mọi người như vậy chắc chắn luôn rồi nhá. Thì đó, tổng quan thị trường sẽ như vậy. Và hiện tại một số mã phiếu đang khỏe, như là một số mã phiếu nhầm banh hiện tại đang khỏe, còn lại đa phần những mã phiếu hiện tại đang đều có những dấu hiệu là bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường rất là nhiều. Ngay cả dầu khí như vậy, đầu phiên cũng tăng trần mạnh rất mạnh nhưng cuối phiên bị đạp lại bởi tâm lý của margin, tâm lý của thị trường bất động sản. Một số mã phiếu penny midcap đè lên rất là nhiều. Mọi người vô đây, mọi người coi này, SI này, để bản điện SI nhá. Mọi người thấy được là cái mức độ giảm điểm cực kỳ mạnh của nhóm small cap này, giảm tận hơn 100 điểm nhá. Rồi cái nhóm mid cap vậy cũng giảm hơn 100 điểm. Sức mạnh giảm điểm nó rất là mạnh. Mọi người thấy không? Và số lượng cổ phiếu giảm sàn á, nó lên tới một mức gọi là rất là lớn, 128 cổ phiếu, chứng tỏ được là tâm lý đè nặng lên cổ phiếu như thế nào. Và số lượng cổ phiếu xanh chỉ là 49 cổ phiếu mà thôi. Thấy không? Đấy. Và những mã phiếu xanh thì là những mã phiếu ta nên quan tâm trong cái ngày hôm nay nhá. Đó là điều nhắc nhở của người đó cho mọi người. Và hiện tại mọi người có thể xử lý như thế nào với một số mã phiếu nhá. Vấn đề xử lý mà vấn đề quan trọng. Với một số mã phiếu nhóm ngành banh thì chúng ta nên xử lý bằng cách đó là cân nhắc những cái vùng nền nó ta mua thêm. Nhưng mã phiếu dòng thép cũng sẽ như vậy, cân nhắc những vùng nền cứng của nó chúng ta sẽ vào mua thêm thay vì chúng ta vội vàng bán ra nhá. Đấy, vội vàng bán ra. Thì ngành thép hiện tại đang bị một tâm lý đè rất là nặng với mã phiếu này. Thì chúng ta sẽ đợi thôi, đợi một dịp nó ta mua vào chứ không phải chúng ta sẽ mua ngay bây giờ nhá. Phải coi thử là cái vùng nền cứng nó ngay đây có bị thủng hay không nhá. Đây là vùng nền rất là cứng của nó nhá. Đây, phải coi như vậy. Đó nhá. Một số mã phiếu như mạnh bất động sản thì sao? Bất động sản thì nó sẽ có hai thái cực. Một là những mã phiếu mạnh và giữ được nền. Ví dụ nhá, ví dụ như là một số mã phiếu như là AGG vẫn giữ được một cái vùng nền phía trên này của nó nhá. Rồi mã phiếu tiếp này vẫn giữ được một vùng nền của nó quanh đây, đúng không? Một số mã phiếu yếu như là một số mã phiếu gãy nền luôn, ITA này, đó, mọi thấy không? GVR này sàn luôn này. Rồi DHD cũng gãy nền luôn này, rất là yếu. SC rồi KBC đều vậy cả. Nhưng mà phiếu mạnh hơn thì chúng ta có thêm BSR hay là BCM, đó là mã phiếu mạnh hơn. Thì hướng xử lý là gì? Đó là những mã phiếu mạnh như này nếu gãy đường MA20 cũng sẽ bán. Nhưng mà phiếu yếu hơn nhá. Ví dụ như là nó có như DHD này thì nó sẽ gãy về những vùng nền phía dưới này, chúng ta đợi những cái điểm nó mua lại. Mua lướt tay không, tôi mua để giảm mức trung bình nó, rồi nó hồi lên nó sẽ bán ra. Lướt tay không, với những nền hỗ trợ cứng nhá. Mọi người sẽ hỏi những người môi giới của mọi người đó, đâu là những vùng nền hỗ trợ cứng nhá. Mọi người muốn đầu tư chứng khoán mà biết được hỗ trợ và kháng cự như thế nào, phải biết được đâu là vùng hỗ trợ nhá, hỗ trợ đâu cứng nhá. Mọi phải biết như vậy. Họ sẽ dùng cái Fibonacci kéo đây. Thì đâu những vùng nền hỗ trợ cứng? Có phải là những cái vùng như là vùng này sẽ là vùng nền cứng không? Đấy, chúng ta sẽ kéo chọn từ đây đi. Đấy, có phải đây là vùng nền cứng không? Nhá. Đây sẽ là vùng nền cứng nhất này. Đấy. Nhá. Một số mã phiếu dầu khí cứ theo em có nhiều người đòi nghĩ là tiếp tục nắm giữ thôi. Hiện tại thì giá dầu nó cũng đang khá tích cực, chưa gì xấu cả nhá. Giá dầu nó cũng chưa gì xấu cả. Hiện tại cũng chỉ quanh những vùng đỉnh của nó nhá. Đây sự hấp thụ thôi, hấp thụ những cái lượng cung cầu xả ra ở đây. Nhưng trước mắt nó cần phải tích lũy lại và khi đó dầu khí cũng sẽ như vậy nhá. Và mình sẽ kỳ vọng giá dầu thô thế giới sẽ vượt lên mức tầm 100 đô hoặc là 90 nhá. Thì góc nhìn của người đó cho cái góc nhìn như vậy. Và một số mã phiếu chứng khoán sẽ như thế nào? Chứng khoán ta sẽ thấy được là tại sao người đó cho một người bán hết chứng khoán trong ngày hôm nay. Trong ngày nay người đó cho người bán hết này nhá. Thì người thấy đây. Đây, hôm như là đầu phiên chiều mà em cho người bán này, đó là một vấn đề này. Khi nó những cái lực hồi về được những cái vùng
Đó là hồi lực về hồi được những vùng đó là 4.84 đến vùng 1.490. Đấy, thì cho người bán. Trước đó nha, đầu phiên sáng lúc 9:50 cho người bán hết trong ngành chứng khoán. Khá được là những mã phiếu này đang yếu, thủng và dấu hiệu là phục hồi mạnh mẽ của Mercedes chưa có. Ví dụ nha, nếu như nó tạo rút chân như này, bắt buộc nha, Mercedes nó cần phải ngoắc lại lầu như này. Đó, thì mới được an toàn, đúng không? Nhưng đây sao mọi người? Đây Mercedes nó không như vậy. Mercedes nó tiếp tục ngoắc đầu xuống như này thì chứng tỏ là nó đang muốn mở rộng hơn về vấn đề giảm nữa. Đó, VD cũng sẽ như vậy, mọi người thấy không? VC cũng sẽ như vậy, rất nhiều những mã phiếu cũng sẽ giảm cho kiểu như vậy. Đó, VC này, thấy không? Đó, nó giảm còn rộng hơn nữa, nó không có dấu hiệu ngoắc đầu nữa này. Một phiên hồi như này mà nó không có dấu hiệu ngoắc đầu luôn, chứng tỏ nó có mức độ rất yếu của mã phiếu này cho thấy được nhá. VD cũng mạnh hơn nữa này, thấy không? Những cái phiên hồi phục của nó này còn cắm đầu nữa, chưa kịp chạm về được cái đường tín hiệu nữa cơ. Đó hiệu tại sao cũng cho mọi người bán nhá. Còn có nhìn như vậy, tổng quan cho mọi người như vậy. Và mọi người có thể cân nhắc cho những cái việc đó là thì chúng ta một số mã phiếu về những vùng này hỗ trợ cứng, mọi người sẽ bán ra, mọi người sẽ mua nước để mọi người sẽ giảm tỷ trọng nhá. Đó, sẽ như vậy. Còn mọi người sẽ cân nhắc cho một số mã phiếu đầu tư trung hạn được, cái việc đầu tư trung hạn nhá. Thì tại sao những mã phiếu này hiện tại đang rất yếu? Như đây là một ví dụ này, phân kỳ hai đỉnh này, mọi người thấy không? Đó, bông sản như vậy, như DXG này cũng vậy này. Đó, phân kỳ hai đỉnh này, đó đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước của MACD, nhưng giá thì ngược lại, chứng tỏ là nhiều người tạo hai đỉnh và giảm. Đó yếu tố tại sao, và em đã thấy rất là nhiều những lần như vậy rồi nha. Đấy thì video này kết thúc thôi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe, và xin chào mọi người và chúc mọi người thời gian sắp tới sẽ là những ngày đầu tư thành công thịnh vượng. Mọi người có thể bỏ một thời gian nướng thích video của người chứng khoán, như nút đăng ký kênh của người chứng khoán nhé. Thuật toán YouTube là sẽ ủng hộ cho những người có nhiều lượt thích video nhé. Thì mọi người ủng hộ người đó chứng khoán một lượt thích video nhé. Xin chào mọi người nhé.